Quý vị thân mến, trong thời gian dịch bệnh đang diễn biến ngày càng phức tạp thì chiếc khẩu trang đã trở thành một vật dụng thiết yếu của mỗi người trong sinh hoạt. Thế nhưng trên mạng xã hội đang rao bán khẩu trang y tế với giá từ 300 đến 350 ngàn, rất cao so với thường ngày. Và thậm chí thời gian gần đây, nhiều người tiêu dùng đã gặp phải tình trạng bán hàng gian lận khi bỏ tiền mua khẩu trang y tế lại nhận về cho mình là những bìa cắt tông. Và câu chuyện trong buổi sáng ngày hôm nay của Nhã Phương, đó là Nhã Phương đã tìm được một địa chỉ uy tín bán khẩu trang vải có khả năng kháng khuẩn và chống thấm. Và để tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm đặc biệt này, xin mời quý vị cùng theo chân Nhã Phương nhé. Xin lỗi em cần dạ em đang mua khẩu trang. Rồi. Để em được bạn bè giới thiệu là về chiếc khẩu trang đặc biệt của công ty Anh Khoa này, cho nên ngày hôm nay em muốn đến để tìm hiểu kỹ hơn về những tính năng của chiếc khẩu trang này. Công ty Anh Khoa có hai cái dòng sản phẩm. Dạ. Hai lớp và ba lớp. Dạ. Với tính năng kháng khuẩn và chống thấm. Khẩu trang của Anh Khoa này nè, có thể em có thể giặt được nhiều lần. Dạ. Là em thấy là mình rất là am hiểu về dòng sản phẩm này. Không biết là Nhã Phương đã được nói chuyện với ai ạ? Anh là Thái, giám đốc sản xuất công ty Anh Khoa. Dạ, rất là trùng hợp và rất là vui vì ngày hôm nay Nhã Phương được gặp anh Thái. Em là Nhã Phương đến từ chương trình Cà Phê Tech. Vậy thì anh có thể giới thiệu rõ hơn về hai tính năng kháng khuẩn và chống thấm của dòng khẩu trang này được không ạ? Chúng ta có cái dòng hai lớp để kháng khuẩn, thì chúng ta vào thì chúng ta chống được các vi khuẩn bên ngoài. Lớp bên ngoài chúng ta có một cái lớp chống thấm. Chống được ví dụ như mình chúng ta đi đường bị gặp những người ho hoặc là hắt hơi gì đó sẽ là chống được cái nước đó, rồi chống được bụi, chống được phấn hoa, chống được những cái bụi mịn. Anh sẽ làm một cái thứ gì nhỏ nhỏ để cho Nhã Phương biết có cái khả năng chống thấm nha. Dạ vâng ạ. Mời em vào đây. Dạ. Nó sẽ có một cái hiệu ứng như là cái hiệu ứng lá sen. Khi mà chúng ta nước nó vào đây thì nó trôi đi, nó không thấm vào vải mà nó lại chống thấm. Wow, đúng là tài nghe không bằng mắt thấy đúng không ạ? Sẵn tiện thì anh có đi chung với diễn giả Lê Công Hiển, người đã trải nghiệm và kiểm chứng cái khẩu trang kháng khuẩn này. Cho anh mời Nhã Phương gặp và diễn giả Hiển để chúng ta cùng trao đổi thêm. Dạ vâng ạ. Xin chào diễn giả Lê Văn Hiển ạ. Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến ngày càng phức tạp thì Bộ Y tế đã khuyến cáo với người tiêu dùng và mọi người khi ra đường là chúng ta phải sử dụng khẩu trang. Tuy nhiên trên thị trường có rất là nhiều những loại khẩu trang nè, với mức giá lại khác nhau. Vậy thì diễn giả có thể cho Nhã Phương cũng như là quý vị khán giả biết thêm thông tin là chúng ta nên lựa chọn một loại khẩu trang nào để có thể đảm bảo an toàn, tiện lợi và tiết kiệm cho người tiêu dùng được không ạ? Hiện tại thì tôi đang quyết định để chọn cái khẩu trang của Anh Khoa. Thì cái khẩu trang Anh Khoa là khẩu trang vải. Ở đây có rất nhiều người nhầm nghe, nghĩ khẩu trang vải là khẩu trang mà chúng ta đi ngoài đường sử dụng, không phải. Khẩu trang vải kháng khuẩn và giấy kháng khuẩn là khẩu trang y tế thì chúng ta sử dụng một lần thôi. Còn khẩu trang vải kháng khuẩn này thì với chứng nhận của Intertest và hợp chuẩn của Bộ Công Thương thì chúng ta có thể giặt 30 lần. Ở đây là có thể là người ta, nếu mà chúng ta giặt cái kỹ thuật tốt hơn thì có thể là nhiều lần hơn nữa. Nhưng mà ít nhất là chúng ta được tái sử dụng 30 lần. Như vậy thì cái lợi ích kinh tế này rất là lớn đối với cái người tiêu dùng. Dạ, em xin cảm ơn những chia sẻ của diễn giả Lê Văn Hiển cũng như là anh Thái. Và chắc chắn rằng Nhã Phương sẽ lựa chọn việc đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình trong thời điểm dịch bệnh như hiện tại. Tuy nhiên đây chỉ là cảm nhận của riêng Nhã Phương thôi. Còn nếu như cảm nhận và ý kiến của người tiêu dùng sau khi sử dụng khẩu trang kháng khuẩn của công ty Anh Khoa thì như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn sau đây. Mình đeo khẩu trang hầu như là suốt giờ làm việc của mình. Từ sáng cho đến chiều, chỉ giờ ăn trưa thì mình mới gỡ ra thôi. Kể cả về nhà và kể cả đi chợ mình cũng đeo. Đây mình đang dùng cái này, cấu tạo nó thành 3 lớp. Ở ngoài thì chống thấm, ở trong thì hai lớp cô tông rất là mềm. Cho nên mà khi mà mình đeo vô, mình đeo cả ngày như thế thì mình không cảm giác rất là thoải mái. Một cái nữa là có thể là sử dụng được tối đa 30 lần giặt. Sản phẩm này đã được kiểm định chất lượng kháng khuẩn trên vải cũng như là trên khẩu trang chính phẩm bởi Intertech và Viện Nghiên cứu Dệt May. Từng chiếc khẩu trang của công ty Anh Khoa được sản xuất ra đều được dựa trên quy trình và được kiểm tra vô cùng chặt chẽ để người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm khi chúng ta sử dụng khẩu trang vải của công ty Anh Khoa. Và hy vọng rằng trong buổi sáng ngày hôm nay, Cà Phê Tech đã đem đến cho quý vị những thông tin vô cùng thiết thực về một sản phẩm vô cùng thiết yếu đối với người tiêu dùng trong thời điểm hiện tại.